mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lập trình cùng Daryl. Qua đây là khóa học lập trình Scratch nâng cao. Bài học số 10: xe tăng tự động bắn đạn. Đây là bài mở rộng trong khóa học lập trình Scratch nâng cao của quỹ Daryl. Trong bài học này, chúng ta sẽ làm cho xe tăng tự động bắn ra viên đạn khi đang di chuyển. Cứ mỗi lần chọn một hướng, xe tăng sẽ bắn ra một viên đạn rồi sau đó di chuyển theo hướng đó. Trước khi bắt tay vào lập trình, thì đầu tiên ta phải thêm đối tượng viên đạn cho xe tăng tự động trước đã. Việc chèn thêm một đối tượng vào trong chương trình thì đơn giản thôi. Ta sẽ vào vùng danh sách các nhân vật, chọn một đối tượng từ trong thư viện. Ta sẽ chọn một đối tượng nào đó có hình dạng tròn phù hợp với viên đạn, chẳng hạn là trái bóng rổ này, basketball. Mà hình như có gì đó sai sai thì phải. Vì sao mà trái bóng rổ lại có thể làm viên đạn cho xe tăng được? Vì nó là bóng rổ mà. Đơn giản là vì nếu thu nhỏ kích thước của nó lại thì không ai còn nhận ra đó là bóng rổ nữa. Ta sẽ cho câu lệnh đặt kích thước này hoạt động ngay sau khi có sự kiện nhấn vào lá cờ. Và lúc đó viên đạn cũng sẽ bị ẩn đi để nhường phần xuất hiện cho màn hình chờ và nút bấm Start. Khác với viên đạn của xe tăng màu đỏ, nó được bắn đi dựa vào sự kiện người dùng nhấn vào phím cách. Tuy nhiên, ở xe tăng màu vàng, viên đạn sẽ được bắn hoàn toàn tự động. Do đó, chúng ta cần tạo ra một sự kiện để giả lập như một sự kiện nhấn phím. Để làm được điều đó, chúng ta sẽ gửi một thông báo đến viên đạn basketball. Thông báo này sẽ được phát đi trong kịch bản di chuyển của xe tăng màu vàng. Để tạo ra một thông báo mới, thì ta sẽ vào nhóm lệnh sự kiện, tìm đến câu lệnh phát tin nhắn và soạn ra một thông báo mới. Ví dụ, thông báo của chúng ta có tên là bắn đạn tăng vàng. Ta sẽ dùng thông báo này để giả lập cho một sự kiện nhấn phím nào đó, và đối tượng viên đạn của xe tăng màu vàng sẽ bắt đầu hoạt động sau khi nhận được thông báo này. Có được thông báo rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ hiện thực chương trình bắn đạn cho xe tăng màu vàng. Quy trình bắn đạn của xe tăng màu vàng cũng khá giống với quy trình bắn đạn của xe tăng màu đỏ. Sau khi nhận được thông báo bắn đạn tăng vàng, viên đạn sẽ hiện ra tại vị trí của tăng vàng và chọn hướng xoay cùng với hướng hiện tại của tăng vàng. Sau đó sẽ có một vòng lặp cho viên đạn di chuyển. Đến khi chạm biên, viên đạn biến mất. Bây giờ ta sẽ bắt tay vào thực hiện. Đối với nhân vật viên đạn của xe tăng màu vàng, thì trước hết ta sẽ cho nó nhận thông báo bắn đạn tăng vàng. Sau khi nhận được thông báo này, thì viên đạn sẽ đi tới vị trí của xe tăng màu vàng. Và sau đó sẽ hiện ra. Nó phải hiện ra để mọi người nhìn thấy viên đạn. Chứ nếu nó không hiện thì ai mà nhìn thấy. Sau khi hiện ra rồi thì nó sẽ phải chọn hướng xoay cùng hướng với hướng của xe tăng màu vàng. Ta cần kết hợp một câu lệnh hướng về phía và một câu lệnh cảm biến đặc biệt. Ta sẽ chỉnh sửa câu lệnh cảm biến đặc biệt này để đặt nó là hướng của tăng vàng. Sau khi chọn được hướng rồi thì viên đạn sẽ bắt đầu di chuyển về phía trước. Ta gắn thêm cho nó một vòng lặp, và vòng lặp này sẽ hoạt động cho đến khi chạm biên, tức là chạm vào cạnh. Qua hoạt động di chuyển của viên đạn, ta cho nó mỗi lần di chuyển là 5 bước. Ta cho nó 5 bước thôi để cho viên đạn này nó chậm hơn so với viên đạn của xe tăng màu đỏ. Bởi vì nhân vật phản diện lúc nào cũng phải yếu hơn so với nhân vật chính diện. Và sau khi chạm biên rồi thì viên đạn sẽ bị ẩn đi. Mặc dù ta chưa gắn sự kiện phát thông báo bắn đạn tăng vàng ở đâu đó trong chương trình cả, nhưng ta có thể chạy kiểm tra bằng cách nháy trực tiếp chuột vào khối lệnh sự kiện khi nhận thông báo bắn đạn tăng vàng này. Ta thấy viên đạn của xe tăng màu vàng đã hoạt động rất tốt, đúng theo như kịch bản đã đề ra.
Như ta đã thấy rồi, phải bấm chuột vào sự kiện thì viên đạn mới được bắn ra. Để hoạt động này được diễn ra tự động, ta sẽ gọi sự kiện bắn đạn ở đối tượng tăng vàng. Ta sẽ tìm đến các câu lệnh về điều khiển chiếc xe tăng màu vàng và bổ sung thêm lệnh cho nó. Đối với mỗi lần di chuyển, sau khi đã chọn xong một hướng di chuyển rồi, nó sẽ phát luôn cả thông báo bắn đạn tăng vàng để cho đối tượng viên đạn nó đi vào hoạt động. Sau khi phát đi thông báo này rồi, nó sẽ chờ trong một khoảng thời gian. Ta cho nó chờ khoảng 3 giây rồi mới bắt đầu di chuyển về phía trước. Do nằm trong vòng lặp liên tục nên hoạt động vừa đi vừa bắn đạn của xe tăng màu vàng sẽ được lặp đi lặp lại liên tục. Ta sẽ chạy lại toàn bộ chương trình để kiểm tra xem có đúng như vậy hay không. Lúc này đây, tăng vàng đã bắn được đạn. Tổng kết lại, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta đã hiểu được ý tưởng lập trình cho một đối tượng vận hành tự động, hiểu được trí thông minh của xe tăng tự động và lập trình được các tương tác cho nhiều đối tượng trong trò chơi. Qua bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay và hữu ích thì các bạn nhớ like, share để mọi người cùng tham khảo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của Vita Real. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.